ิดของการที่เราได้เงินอยู่ของ9แห่งเรียนดูพี่คุณค่ะแล้วดูพร้อมมากยาวมากดูพร้อมจากเด็กนี่นะคะที่ทำแข่งกันสมอยสุดสมอยเราทานเดียวนี่เหมือนที่เราที่เราแข่งใส่เนี่ยดูสิว้าวมากมาเลยทุกคนเลยcái tinh thần cũng lớn to lắm đó, khi mà thấy người đẹp này xuất hiện bao nhiêu năng lượng cái đàn này biết là mà mấy ngày nay là em đang nhập viện ở trong bệnh viện, cho nên là trước cái ngày mà họp báo là duyên sao ta biết cái cô này đang trong bệnh viện là mình nói thăm thôi, nói thăm sức khỏeMà không nghĩ là hôm nay từ sức viện để có mặt ở đây để cùng chung vui với Vũ thì không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn một cái tình cảm, một cái tình yêu.
yêu là nó cũng đã sâu rồi, mà hơn cái yêu nữa thì gọi là thành tri kỷ, đúng không? Sẵn ở đây thì Vũ chỉ biết tâm tư với tất cả mọi người là cho dù là mình làm bất cứ cái chuyện gì đi chăng nữa, nhu cầu của chúng ta chỉ là hai từ hạnh phúc thôi. Cho nên là có được sự hiện diện của Sakha Chư Thiền ngày hôm nay để minh chứng cũng như là tạo cái may mắn cho anh để anh có một bước ngoặt mới trong cái dòng nhạc ballad này, thì chỉ biết là cảm ơn tình cảm rất là tuyệt vời của em trong ngày hội. Cảm ơn em. Sẵn tình kia có một câu hỏi nhỏ được không? Chính như sắp tới Vũ mà có làm live show thì mời Sakha Chư Thiền mình có nhận lời không? Cái này là hỏi thật lòng nha. Câu hỏi này cũng rất là khó, mà bên dưới có nhiều người lắm, lỡ như muốn anh Vũ mà tổ chức live show mà không có Sakha Chư Thiền là một câu hỏi vô cùng lớn nha. Yes, for you. Em nghĩ là câu hỏi này có thừa đó. Tại vì khi mà em đi bệnh á, em nằm trong bệnh viện mà em ngủ có những cái nỗi đau anh hỏi. Thật sự em có mặt ngày hôm nay không biết nói sao, người này quá đặc biệt mà không phải đi. Không biết người này nghĩ sao mà đã đến đây như vậy rồi, khi mình bệnh thì live show có nghĩa lý gì đâu. Anh ơi, cái này là thể hiện một cái thấm thiết đi ạ. Được không ạ? Và chắc chắn là ngày hôm nay mọi người cũng thấy một cái buổi họp báo vô cùng hoành tráng. Thì sẽ hứa hẹn một live show bùng nổ hơn nữa, được không ạ? Xin mời quý vị dành cho Sakha Chư Thiền một tràng vỗ tay thật lớn không?